Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần 101 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Hôm nay tầm bảo là chuyện tiên quyết, Thiết Mộc Lê ngạo nghễ nói. Chuyện khác tương lai rồi hãy nói. Nhà Chiêu Dương thoảng gật đầu, giơ cao thanh kiếm, dột đâm vào khe hở của chiếc cửa đá. Cửa đá kính kẻ, thật ra không dày lắm. Thanh ly kiếm cực kỳ sắc bén, cắt đá như chém bụng. Chỉ một nhát đá văng tung tóe. Cánh cửa cứng rắn đã có một khe hở. Nhạc Chiêu Dương nghe tiếng đá phân biệt dị thế, chàng vẫn tiềm lực nội tông. Trầm giọng quát một tiếng, nhuyễn kiếm bẻ ngoặt về phía trước. Thạch môn chuyển động, âm âm ngã xuống, tiếng như sấm rền. Trong một nơi yên lặng, đặc biệt làm cho người ta phải kinh tập. Nhà Chiêu Dương ban đầu sợ có cơ quan gì khác, nhất thời không dám lộn xộn. Đứng thẳng bất động trước cửa, chờ đến khi âm thanh chấm dứt rồi mới thở dài ra một hơi. Chợt thấy bên người mềm mại, quay đầu nhìn lại thì Diệp Linh Tô đã đứng ở một bên, bình tĩnh trông lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, hô hấp có thể nghe thấy. Mùi thơm của nàng xuân nữ bay đến. Nhạc Kim Dương bất giá hai gò má nóng lên, ho khan một tiếng rồi nói. Diệp cô nương, đẩy cánh cửa gỗ này. Diệp Linh Tô lo đề phòng hung hiểm cho Nhạc Kim Dương nên cố ý tới gần. Nếu như cơ quan phát tác bắn ra, liền sẽ xả thân tương hộ. Nghe xong lời này chẳng biết tại sao cô cảm thấy chua xót như muốn chảy nước mắt. May mắn trong hầm tối đen không ai trông thấy. Nàng lập tức hít sâu một hơi, ừ một tiếng, hai tay theo cánh cửa đồng thời phát lực. Két kẹt, ực, cửa đá cột trụ vốn là đốt bằng sắt, sớm đã gỉ sét rồi, dùng sức đẩy ra thanh âm nghe rợn người. Một luồng gió lạnh lao ra từ khe hở của cánh cửa, xen lẫn mùi tanh tưởi khiến người muốn ói. Nhạc Diệp hai người cuốn quýt buông tay lùi về phía sau. Những người khác cũng dọt đến đứng một bên, ngừng thở vận công chống cự. May mà gió thổi mạnh, mùi tanh tưởi theo gió thổi đi. Qua nửa canh giờ, gió thổi chuyển yếu, mùi hôi cũng bớt đi rất nhiều. Thiết Mộc Lê sải bước tiến lên, đè lại cửa đá. Bình thản phát lực một chuỗi âm thanh chói tai, lộ ra một cổng tò vò đen như mực. Thiết Mộc Lê giơ lên cây quả đăng, thấy trên mặt đất có lót gạch xanh kéo dài vô tận. Mơ hồ nhìn lại sau cánh cửa đá đó là một đoạn đường hành lang. Đường hành lang đen tối không rõ. Thiết Mộc Lê trầm tư một cái, quay đầu rồi lại hỏi. Diệp bàn chủ, nếu con đường này có cơ quan làm sao quá giải hả? Nói khó không khó, Diệp Linh Tô lạnh lùng nói. Ném một người vào đi. Thiết Mộc Lê lên tiếng nói. Xin chỉ giáo cho. Diệp Linh Tô lên tiếng nói. Trên xà nhà có quá nhiều người sẽ liên lụy cơ quan. Nếu dùng con mồi cho vào hố sâu, coi cơ quan này bị phá. Thiết Mộc Lê nhướng mày, ánh mắt nhìn lên thân của Lãnh Quyền âm u nói. Tiết Thiền, người mang theo Lãnh Công Công thật sự có dự kiến trước. Lãnh Quyền sắc mặt biến hóa. Xung đại sư cũng bị sững sờ cười nói. Quốc sư nói thế sai rồi. Trời cao có đức hiếu sinh. Giết người dù sao vẫn là không có tốt. Thiết Mộc Lê cả giận nói. Người biết người giết bao nhiêu nhân mạng rồi không? Xung đại sư cười nói. Bần tăng giết không ít người. Nhưng giết có đạo lý, giết có lý do. Vô cớ giết người bừa bãi không phải là chuyện ta nên làm. Huống chi Lãnh Quyền còn có chuyện trọng dụng khác, giết đi thật là đáng tiếc. Bần tăng đã có biện pháp, đã không cần phải giết người là có thể bài trừ quá giải cơ quan. Thiết Mộc Lê nói, biện pháp gì? Xung đại sư nói, Tư Khâm Ba đã bị chết rồi, bất quá thi thể của hắn cũng là trọng lượng của một người. Im ngay! Thiết Mộc Lê nhíu mày trừng mắt. Người hại hắn hài cốt không nguyên vẹn, còn dám làm cho trầm trọng thêm. Không dám, không dám. Xung đại sư ha hả cười cười.
Bần tăng thuận miệng thôi, quốc sư không cần phải động khí như vậy. Kỳ thật muốn phá cơ quan cũng không cần thiết đến nhân thể của con người. Hắn chỉ vào một tảng đá có từ trước rồi nói: người xem tảng đá kia thế nào hả? Thiết Mộc Lê bừng tỉnh đại ngộ, thầm mắng mình quá hồ đồ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, y nói: được lắm, người tới giúp ta một tay đi. Sung đại sư mỉm cười tiến lên, hai người kéo ra một cột đá, mỗi người cầm một bên đồng thời dung sức ném. Cột đá đi như tên nỏ, đùng một tiếng lăn lóc trên mặt đất. Mỗi người nhìn qua chỗ tối nhất thời vắng lặng tĩnh mịch. Đường hành lang ở bên trong không có động tĩnh gì. Thiết Mộc Lê hừ một tiếng, đang muốn há miệng mỉa mai, bỗng âm âm. Đường hành lang tự nhiên rạn nứt, hơn 10 cổ cát mịn đổ xuống ào ạt. Âm âm, mãnh liệt như thác đổ. Mặt đất liền lộ ra hơn 10 cái hố sâu tối om. Cùng một lúc, hai bên trái phải xuất hiện trên dưới 100 lỗ thủng. Nỏ cờ đột nhiên phát độc, tiễn bay ra loạn xạ, dày như sau mưa. Sau chừng thời gian một nén nhang, rồi thưa thớt mà ngừng lại. Ngoài cửa đều là người võ lâm nhân tài kiệt xuất, trong cả đời mệt mỏi chuyện sinh tử, trải qua nguy hiểm không tính. Nhìn qua cảnh tượng ở bên trong, lòng vẫn cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cơ quan ở đây bao hàm cao thấp, trái phải, thành thế to lớn, phát động cực nhanh, căn bản là muốn một lần tiêu diệt hết những người xâm nhập nếu không có. Nhạc Chi Dương nghe ra manh mối mạnh mẽ, Thiết Mộc Lê tùy tiện đi vào thì đã khó có thể toàn thân mà trở ra. Qua một lúc thật lâu, Sung đại sư thở dài một hơi cười nói: Nhạc huynh thính lực quả thật là rất cao cường, bần tăng bội phục vô cùng. Ngữ khí lộ ra luồng kiên kỵ, thầm nghĩ: Nhạc Chi Dương linh giác cao thâm như thế, lần sau giao phong còn cần đề phòng nhiều hơn nữa. Thiết Mộc Lê rồi lại cười lạnh lùng rồi nói: đâu có gì cao siêu, hắn đâu có nghe được tiếng của cung nỏ mai phục đâu chứ. Nhạc Chi Dương cười nói: tiểu khả đâu phải là thần tiên, cẩn thận mấy cũng có sơ sót mà, không thể tránh được đâu. Thiết Mộc Lê hai mắt nhìn lên, sải bước đi vào cửa đá. Cơ quan toàn bộ đã bị phá, chính như Diệp Linh Tâu nói, cát rơi xuống lấp đầy cạm bẫy, các hố cơ quan giết người ngược lại thành một con đường bằng phẳng. Mọi người đạp cát mà vào, lòng bàn chân xè xè rung động. Cũng may trên đường bình an, không có gì xảy ra. Đi ra đường hành lang, một tòa nhà hình vuông xuất hiện trước mặt của mọi người. Thiết Mộc Lê quét mắt nhìn vào, cảm giác quá mức là thất vọng. Phòng dù sao cũng đủ 10 trượng, hoàn toàn trống không, không có tài bạc gì hết. Cũng không hòm xiển, chỉ có ở giữa ngang một vật. Xem kia hình dạng dường như là cầm sắt, nhưng mà cực lớn dị thường, dài ước chừng 6 trượng, rộng cũng 3 trượng có hơn. Bảo tàng gì đây? Diệp Linh Tô giọng chăm chọc nói. Cái gì nguyên đế di bảo hả? Chẳng lẽ chỉ là gạt người hay sao? Thiết Mộc Lê quét mắt nhìn nàng, đi đến bên cây thiết cầm gõ một cái, dư âm vang lên. Sung đại sư nói: cầm là trống không, chẳng lẽ đồ vật ở phía dưới? Thiết Mộc Lê nghe liền động tâm, duỗi ra ngón tay ôm lấy một căn dây đàn. Dây cung thân băng lãnh, bách luyện tinh cường lôi kéo thành sợ, cứng cỏi thần kỳ, hơi chút đụng vào cao thấp rung rung. Thiết Mộc Lê dẫn kình lực gãi, thiết cầm ông ông nổi lên. Nhạc Chi Dương nghe âm sắc biết có chuyện không xong, lách mình lướt ra lối vào. Vừa đến gần, một cánh cửa sắt từ trên trời giáng xuống, âm âm dắt ngang trước người của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương ngước đầu nhìn qua cửa sắt, mồ hôi lạnh bật ra. Cửa sắt cứng dày vô cùng, nặng có hàng ngàn cân, nếu tiến thêm một bước chắc chắn lại quá thành bánh thịt. Những người khác cũng chạy đến, mắt thấy đường lui đã đứt đoạn, đều vừa sợ hãi vừa tức giận. Thiết Mộc Lê nhảy lên tiến đến, dẫn lực phanh phanh phanh,
suốt liên tục mấy chưởng, tấm cửa sắt vẫn sừng sững bất động. Thiết Mộc Lê xương bàn tay muốn nứt ra, lui về phía sau một bước, nhìn qua tấm sắt hối hận cũng đã muộn màng. Nhìn Thiết Mộc Lê, Diệp Linh Tô không khỏi căm tức. Người điên ư? Biết rõ cơ quan trùng trùng điệp điệp rồi lại muốn đi gãi cái đàn kỳ quái kia. Thiết Mộc Lê không lời nào để nói, y cúi đầu im lặng. Diệp Linh Tô nộ khí khó tiêu, còn muốn chế giễu tiếp tục. Nhạc Chiêu Dương tiếp cận tiến lên thấp giọng nói. Mà thôi, việc đã đến nước này rồi, mắng hắn thì cũng vô dụng. Lúc này chợt nghe Lãnh Quyền ha hả cười to, rất ý đùa cợt. Thiết Mộc Lê tâm quả đang trào sôi, nghe tiếng cười tức giận quay người lại, hai tay giơ lên, nghiêm giọng quát lớn. Lãnh Quyền, ngươi cười cái gì hả? Nói không rõ ràng ta đập nát cái đầu chó của ngươi đó. Lãnh Quyền lên tiếng nói. Thiết Mộc Lê, người có biết những cơ quan này là để phòng người nào hay sao? Thiết Mộc Lê mấp máy miệng rồi lại không lên tiếng. Lãnh Quyền nói tiếp. Tiền đế đem địa đồ phân tán, vốn bởi vì tiền đồ đã bấp bênh, ngài không muốn đem bảo tàng giao lại cho ngoại nhân. Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người rồi nói tiếp. Những thứ cơ quan này để phòng ta và ngươi đó. Thiết Mộc Lê nhíu mày, bỗng dưng vận chưởng hướng về phía sau, phanh một tiếng vỗ trúng vào cửa sắt, tiếng như vang lại sấm rền kéo dài không dứt. Thiết Mộc Lê quét mắt nhìn bốn phía, tiếng nói âm trầm. Ngài ấy không nỡ bỏ tài bảo hay sao hả? Không sai. Lãnh Quyền lên tiếng nói. Cơ quan rất nhiều, làm sao phá giải hết. Ngài ấy nhất định báo cho người kế vị biết rồi. Về phần địa đồ bảo tàng, đã là từ ngài ấy mà ra, cũng không khó khăn gì vẽ lại một phần nữa. Thiết Mộc Lê lên tiếng nói. Ta tủy trùng trấn giữ ở Mạc Bắc, làm sao biết được chuyện này? Lãnh Quyền lên tiếng nói. Nghe nói tiền đế bạo bệnh mà chết, chưa truyền ngôi, chưa kịp nói rõ hậu sự. Thiết Mộc Lê bộ dạng phục tùng rũ xuống, thở dài một hơi. Mọi người thấy tinh thần của hắn đều biết Lãnh Quyền nói không sai. Nhạc Chiêu Dương quay người vỗ vào vách tường, âm vang có tiếng, thật là nặng nề. Nhạc Chiêu Dương ngồi trầm tư suy nghĩ, cười khổ rồi nói. Tường đồng vách sắt quả nhiên. Mọi người nghe liền biến sắc. Thiết Mộc Lê nhoáng một cái, thân hình đã dọc theo vách tường, vuốt phẳng vỗ mạnh vào, chốc lát dạo qua một vòng rũ tay xuống, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Xuân Đại Sư đi đến một cái vách phía trước, trầm thân đứng trung bình tấn, một quyền đánh ra, vách tường chấn động kêu lên ong ong vang dội. Xuân Đại Sư từ từ thu quyền, quay đầu lại hỏi. Nhạc Chi Dương, vách tường có bao nhiêu dày hả? Nhạc Chi Dương nhắm mắt trầm ngâm một lúc thật lâu rồi mới nói. Ít nhất cũng có 8 thước đó. Mọi người nhất thời im lặng. Bức tường sắt 8 thước gần như không gì phá nổi nữa rồi. Diệp Linh Tô giơ lên cây nhuyễn kiếm về phía trước đâm ra. Bon một tiếng, kiếm vào 3 phần đã bị tường sắt bắn trở về. Vô dụng. Lãnh Quyền cười lạnh. Dù có thần binh lợi khí, lưỡi đào sắc bén, nếu muốn phá vách sắt này, ít nhất cũng hơn 1 tháng. Đến lúc đó nơi đây sớm đã không còn người nào sống sót rồi. Thiết Mộc Lê biểu môi u ám nói. Người cào hứng cái gì chứ? Nếu như dây khốn ở chốn này, thịt người lão tử cũng ăn được. Lão êm nô, người đoán thử coi, người nào sẽ bị khai đao đầu tiên đây? Trước yếu sao mạnh mẽ. Lãnh Quyền cười cười. Tự nhiên là lãnh mổ, bất qua lão phù già lỏng thịt thỉ, nếu ăn chỉ sợ không có mùi vị gì đâu. Chuyện ác độc như thế, hai người nói chuyện với nhau vui vẻ, những người khác nghe đều bị sởn cả tóc gáy. Diệp Linh Tô trong lòng phiền ác, thấp giọng nói. Nhạc Chi Dương, Thiết Mộc Lê là tên cùng hung cực ác, chúng ta đồng tâm hiệp lực giết hắn trước đã. Nhạc Chi Dương do dự không quyết, chợt nghe Xuân Đại Sư cười nói.
Quốc sư hà tất phải nản chí, nơi đây bảo tàng không thấy, cơ quan cũng nhất định chưa hết. Lãnh Quyền ánh mắt chớp động cười lạnh nói, có lẽ không bao giờ có bảo tàng, đầu đuôi chỉ là một âm mưu thôi. Nếu là âm mưu thì tội gì phải giết chết 400 công tượng. Sung đại sư xoay chuyển ánh mắt nhìn chầm chầm vào Thiết Cầm. Thiết Cầm này dẫn dắt cơ quan, là đầu mối then chốt của căn phòng sắt này. Có lý lắm, Thiết Mộc Lê gật đầu. Chi bằng quỷ cái Thiết Cầm này xem bên trong nó có gì không. Nói xong thả bước tiến lên. Nhạc Kim Dương ngăn hắn lại nói, không thể được. Ta nghe tiếng đàn, Thiết Cầm trong ngoài cơ quan rất nhiều, tùy tiện mở ra hung hiểm khó dò lắm. Thiết Mộc Lê không kiên nhẫn nói, người có biện pháp gì không? Nhạc Kim Dương nhất thời ngãn lời. Thiết Mộc Lê lại quay đầu quét nhìn mọi người chăm chọc nói, Tiết Thiền, Diệp Bàn Chủ, các người không phải là có cái gì đó đồ bỏ thần công đồ đồ gì đó hay sao? Thiết Tầm cơ quan lại nên phá bằng cách nào? Sung đại sư tiến đến gần Thiết Cầm lắc đầu nói, Thiết Cầm cùng sàn nhà đúc kim loại nhất thể, nếu muốn nhìn thấy cơ quan bên trong cần mượn Diệp Bàn Chủ thần kiếm. Diệp Linh Tô nhíu mày bước lên lạnh lùng nói, tránh ra. Nàng tố kiếm đang muốn chém xuống. Nhà Kỳ Dương xông về phía trước một bước, cản cổ tay của nàng. Diệp Linh Tô khẽ giật mình hỏi, tại sao? Nhà Kỳ Dương nói, Tầm Dương nếu phá đi, Thiết Cầm sẽ không thể dùng được. Diệp Linh Tô dở khóc dở cười tức giận nói, đến lúc này mà ngươi còn chưa quên được chuyện đánh đàn. Nhà Kỳ Dương lắc đầu nói, miếng cửa sắt gì vậy mà rơi xuống cũng bởi vì động đến dây đàn. Có lẽ phương pháp thoát thân có liên quan đến chuyện đánh đàn đó. Chỉ là Cầm Dương nếu bị phá, đàn này sẽ không phát ra cơ quan được nữa. Nghe xong lời này mọi người đều chần chờ do dự. Sung đại sư trầm tư rồi cười nói, ta có biện pháp này. Nhạc huynh thính lực kỳ tuyệt, có khả năng linh giác cách vật ta dùng. Đại tượng vô hình quyền đánh vào Thiết Cầm, Nhạc huynh bằng vào hồi âm có thể nghe ra quyền cơ ở trong Thiết Cầm hay không? Nhạc Chi Dương một chút do dự nói, xuất quyền phải thật nhẹ để tránh hư hỏng cơ quan trong Thiết Cầm. Sung đại sư mỉm cười gật đầu, tài áo dùng lên, bằng xoáy lên một hồi gió nhẹ. Ông ông, âm thanh từ Thiết Cầm quanh quẩn vọng lại. Nhạc Chi Dương nhắm mắt lắng nghe. Linh giác dẫn vào Cầm Dương, thuận theo cơ quan nghe thấy có bánh răng dài cán, có chập trùng xoay tròn, có cương thiết gia chạm, dây đàn đi vô định, tung hoành bát phương. Nhạc Chi Dương càng nghe càng kinh sợ, không ngờ cái Thiết Cầm này cơ quan ở bên trong phiền phức đến như thế. Người xếp đặt năm thiết kế này năm xưa hẳn là có tư duy tuyệt diệu, kỳ tài ngút trời. Chứ tên hoàng đế đại nguyên quang dâm vô năng, sắp sửa dòng quốc kia làm sao có thể có tài năng như vậy. Đang lúc suy nghĩ miên man, quyền kinh từ từ yếu dần, Nhạc Chi Dương vẫn không có đầu mối. Đúng lúc này chợt nghe đinh một tiếng trong suốt dị thường, phản phất giống như là đao kiếm gia chạm nhau. Chẳng những Nhạc Chi Dương nghe thấy, mọi người tại đây ai cũng nghe thấy cả. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía góc đông bắc ở cái phòng sắt. Nhưng vì hoàn toàn không ai nhìn thấy gì, thanh âm kia như là ngoài tường sắt truyền tới. Nhạc Chi Dương cảm giác có điểm bất lành, bước vài bước đến góc tường xoay người lắng nghe. Chỉ nghe tiếng tí tách, dường như có tiếng nước chảy. Ngưng gì ngưng trễ, sền sệt, tốc độ chạy rất là chậm chạp. Nhạc Chi Dương trong lòng giật mình, không phải nước mà là dầu đó. Ý niệm ở trong đầu hiện lên, chợt nghe phù một tiếng cổ quái, theo sát lấy một mùi gai gai mũi tràn vào. Cái gì? Thiết Mộc Lê sụt sịt cái mũi, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Dầu quả sao? Khi xưa vào chiến, quả dược, dầu quả đều là những thứ thường dùng. Trong đó có dầu quả dầu trơn, cây trầu dầu dừng. Lấy từ dưới lòng đất dầu mỏ là những vật dụng cho quả công. Thiết Mộc Lê là người kinh nghiệm chiến đấu, biết rõ các vật ấy.
khẽ ngửi liền đã biết ngay mùi dầu. Bên trong có xen lẫn một luồng hỏa khí, rõ ràng dầu cùng lửa đang cháy ở bên ngoài tường đang bốc cháy lên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau với sự sợ hãi. Thiết Mộc lê tay áo hất lên, nhìn chằm chằm Sung đại sư lạnh lùng nói: "Tiết Thiền, nhìn ngươi làm chuyện tốt đó." Sung đại sư không phản bác gì được, cho dù cực kỳ trân trọng, một quyền này vẫn là tác động cầm trong cơ quan. Thiết Cầm cùng cơ quan ngoài tường có liên quan. Những người bị nhốt trong tường sắt đốt cháy dầu hỏa, thấy lửa cùng một chỗ, thiết tưởng sẽ không ai chịu nổi. Lãnh Quyền hằng hặc cười điên dại, không ngớt lời kêu lên: "Tốt, tốt, lần này mọi người trăm sông đổ về một biển, tất cả đều sẽ thành thịt nướng." Thiết Ngọc Lê nghiến răng nảy sinh ác tính. Chân trái bay lên, hướng vào Lãnh Quyền xuất liền ra một cước. Sung đại sư nhấc chân đón đỡ, xoạt xoạt xoạt. Hai người lăn không cước thoái xuất ra liên tục. Thiết Mộc Lê đột nhiên xuất kỳ bất ý, tay phải chém ra, xoẹt một tiếng. Sung đại sư tăng bào dở dụng, đầu dai máu tuôn ra như sối. Hắn vội vàng dặn người, dù dù hai quyền, đánh về phía sườn eo của Thiết Mộc Lê. Thiết Mộc Lê muốn bức ép đối thủ phải lùi, thân hình lay động, dường như tia chớp, kinh lực dồn ép như lưỡi đao vậy. Sung đại sư liên tiếp lui về phía sau. Nhạc Chiêu Dương thấy tình thế không ổn, sợ đã thương Lãnh Quyền, tung thẳng người gia nhập dòng chiến. Song chưởng nhẹ nhàng như bài đánh vào Thiết Mộc Lê, chưởng ảnh ào ào hai tiếng, hai người kình lực giao thoa. Thiết Mộc Lê kinh mạch đột nhiên biến đổi, nội lực bị tán loạn. Hắn lắp bắp kinh hãi cuốn quýt thu nội lực nhanh chóng thối lui. Không ngờ Sung đại sư sau khi thoát khỏi ràng buộc, quyền thế trở nên ráo riết như sóng lớn phá đê, ngựa quan thoát chuồng. Thiết Mộc Lê bình thản tự nhiên không sợ, trái cự phải đỡ, hai tài thiên biến dạng quá, thân ảnh nhanh như quỷ mị. Nhạc Sung hai người lấy nhiều đánh ít, chẳng những khó chiếm được thượng phong, còn bị Thiết Mộc Lê dương đông kích tây, nhiễu động hỗn loạn, không cách nào toàn lực đối địch. Diệp Linh Tô đứng ngoài quan sát một hồi, cảm thấy hết kiên nhẫn nổi, rút kiếm ra vỏ, phi thần lao vào. Xoát xoát xoát, xuất liên tục 10 kiếm, lấy một địch hai, Thiết Mộc Lê còn có thể ứng phó. Diệp Linh Tô kiếm quan dây chặt, Thiết Mộc Lê lâm vào hiểm cảnh. Vừa đánh vừa lui, xoay quanh du đấu. Diệp Linh Tô căm hận Thiết Mộc Lê tàn hại Diêm Bang đệ tử, xuất kiếm càng tàn nhẫn hơn. Từng chiêu như muốn đoạt mệnh, bám sát không rời cổ họng của Thiết Mộc Lê. Trong lúc trận đấu còn gai go ác liệt, quả khí càng bùng cháy dữ dội. Bốn vách tường nóng hổi lên, phát nhiệt, mọi người đổ mồ hôi, ướt đẫm y phục, hơi thở nóng như lửa. Từ trong tới ngoài mọi người vô cùng lo lắng. Lại qua đi mấy chiêu, Nhạc Chi Dương đột nhiên hướng về phía sau cao giọng kêu lên: "Nghe ta một lời, xin đừng động thủ." Mọi người thân lâm tuyệt cảnh, cũng không ai muốn sinh tử đánh đấm, bất quá cũng chỉ vì sĩ diện, đâm lao phải theo lao. Nghe xong lời này, riêng phần mình ai nấy đều thu tay lại. Dù là Thiết Mộc Lê nội lực cao nhất cũng đỏ mặt tới mang tay. Hắn nhìn chằm chằm mọi người thở nói: "Họ Lạc kia, muốn đánh rắm thì đánh đi, lề mề cái gì nữa." Nhạc Chiêu Dương miệng đắng lưỡi khô, nấc nghẹn một tiếng nước bọt rồi nói: "Thiết Mộc Lê, chuyện cho đến bây giờ đánh cũng vô ích thôi, không bằng tiếp thu ý kiến quần chúng, nghĩ cách chạy ra tìm con đường sống đi." "Còn có biện pháp gì nữa hay sao?" Thiết Mộc Lê hung dữ nhìn qua mọi người. "Bản tôn có chết cũng muốn mang các người chết theo đó." Nhà Chi Dương lên tiếng nói: "Chết sống tạm thời không nói, cơ quan và Thiết Cầm nhất định cùng âm nhạc tương quan." Hắn dương tay ra: "Quốc sư đại nhân, cho mượn quả tập dùng một lát." Thiết Mộc Lê khẩu khí mặc dù cứng rắn, nhưng ý niệm cầu sinh vẫn còn rất mãnh liệt. Nghe vậy hơi có chút chần chờ, liền móc ra vật dễ cháy ném tới. Nhà Chi Dương tiếp nhận đốt lên, chiếu sáng căn phòng. Mọi người cố nén khát khô cổ, ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, tập trung trên người của hắn.
Thấy hắn dọc theo chân tường đi đi lại lại, vừa đi vừa lắc đầu, trong lúc nhất thời người người nản chí tuyệt vọng, ruột nóng như lửa thiêu, lục phủ ngũ tạng cũng giống như là bốc cháy vậy. Ồ, Nhạc Kiều Dương bỗng nhiên lên tiếng, mọi người đều chấn động định nhãn nhìn lại, gặp hắn đối mặt với tấm vách sắt vẫn không nhúc nhích, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào miệng cống. Cái gì? Sùng đại sư cất bước lên nhìn chăm chú vào vách sắt loang lổ gỉ sét ở giữa, vết sâu như ẩn như hiện, cẩn thận nhìn kỹ, đúng là một bức tranh thủy mặc. Chữ chìm đường công phát thảo ra ba con phi cầm, một con là Hải Đông Thanh, hai con kia là Thiên Nga. Hải Đông Thanh dương cánh sáng móng vuốt, khí thế mãnh liệt sắc nhọn. Thiên Nga thất kinh, cố hết sức tới quần nhau, cầm điểu lưu dân quyển chuyển. Cái này là... Xung đại sư trong lòng khẽ động, mơ hồ nghĩ đến điều gì. Hải Thanh Nã Nga. Nhạc Chiêu Dương thốt lên, đây không phải là một nhạc khúc hay sao? Xung đại sư sững sờ, tiếp theo vỗ tay cười nói, ha, không sai, Hải Thanh Nã Nga đây mà. Thiết Mộc Lê nhìn hai người hồ nghi rồi nói, hai người các người nói chuyện phiếm gì vậy? Diệp Linh Tô hừ lạnh một tiếng nói, đồ ngu ngốc, không nhận thức, thật là đáng buồn cười mà. Thiết Mộc Lê cả giận nói, người mắng người nào vậy? Diệp Linh Tô nhàn nhạt nói, còn có thể là ai? Thiết Mộc Lê đang muốn nổi đóa lên, chợt nghe Nhạc Chi Dương nói, thiết cầm này cơ quan phiền phức, liên quan rất rộng, ta đoán muốn phá cơ quan phải đàn một khúc nhạc Hải Thanh Nã Nga. Tuy rằng những suy nghĩ này hảo quyền, nhưng khi nhìn Nhạc Linh Tô cũng thấy nàng bán tính bán nghi, nhìn qua thiết cầm ánh mắt lập lòe bất định. Nhạc Chi Dương đi một vòng quanh thiết cầm lắc đầu nói, không được, cái thiết cầm này quá lớn, một mình ta đàn không được. Chàng chớp mắt nhìn về phía Xung đại sư, nơi đây năm người, ngoài trừ Nhạc Chi Dương chỉ có Xung đại sư là tinh thông âm luật, nhã thiện nhạc khí, nếu muốn búng ra thiết cầm chỉ có hòa thượng này làm được. Lúc này lửa đã bắt đầu nóng cả căn phòng, Xung đại sư đổ mồ hôi ra như tắm, tăng bào ướt đẫm, trầm tư rồi cười nói, thôi được, sống hay chết ta cũng nên tin tưởng nhạc thí chủ một lần đi. Hai người nhảy lên thiết cầm. Nhạc Chi Dương nói, ta đàn vừa tới tứ quyền. Xung đại sư gật đầu, còn lại đàn tam quyền thuộc về ta. Diệp Linh Tô nhịn không được lên tiếng nói, hai người chưa bao giờ luyện chung, đàn sai rồi sẽ như thế nào? Xung đại sư cười nói, phạm sai lầm thì sẽ toi mạng đó. Nói hài lắm. Nhạc Chi Dương hào hứng bay lên, cùng Xung đại sư nhìn nhau, trở mình xuất chưởng quét trúng vào căn dây đàn. Bon! Tiếng đàn réo rắt dường như hàng băng chợt phá, thanh tuyền tung té tuôn trào, trong đại sảnh cũng cảm giác mát mẻ đôi chút. Xung đại sư nghe nhảy lên phiêu nhiêu như người đáp xuống, đáp trúng vào một căn dây đàn, mũi chân liền đáp xuống. Tiếng đàn âm u trầm trong lộ ra sục sôi, không nhanh không chậm, không cao không thấp, vừa dặn âm phụ. Lần đầu phối hợp thành công, hai người đột nhiên tăng lòng tự tin. Riêng phần mình, hòa chân múa tay vui sướng, lăn lăn lộn lộn, trêu chọc thiết dây cung, chơi vơi hết sức khả năng. Hai người cộng tác đàn một cầm cũng không phải là không có người làm qua, nhưng hai người chơi chung một cây thiết cầm to như thế này, thật đây là chuyện lạ. Nếu như thân thủ hai người không tinh tuyệt, không vui vẻ hợp tác, phối hợp hơi có sai lầm, chi khúc tất nhiên sẽ thất tinh bát lạc, loạn không còn hình dáng. Hai chiếc bóng lu mờ trong căn phòng sắt, trên dây đàn sắt, hai đạo nhân ảnh nhanh nhẹn chập chùng khắp nơi hợp đoạn, cương nhu một thể, âm dương hài hòa, đánh đàn không hạn chế tài chân, ra chiêu hư thật, chưởng phong quyền kình đều có thể sử dụng. Giải khai sóng nhiệt, cuồng phong quấy đến bão táp nổi lên bốn phía. Một bài Hải Thanh Nã Nga, tiếng đàn kích động sóng nhiệt mãnh liệt, đứng ngoài quan sát mọi người ngây người bất động. Trên thiết đàn hai người khí huyết như bị đông đặc, toàn thân bạch khí bốc lên, xiêm y ẩm ướt, môi như muốn cháy khô. Nhưng mà chuyện cho đến bây giờ, ngoại trừ nghiến răng chịu khổ ra,
Rốt cuộc thì không còn cách nào khác. Lại qua một thì thời, một khúc nhạc đã kết thúc, phòng sát bốn phía vẫn không có động tĩnh gì. Xung đại sư chán ngán thất vọng thở dài. Xong rồi, vô dụng thôi. Nhạc Chiêu Dương lòng trùng lại, đảo mắt nhìn lại trên vách sắt, tranh vẽ rõ ràng như thế, bỗng linh quang ẩn hiện. Nhạc Chiêu Dương thốt lên, tiếp tục đàn một lần nữa đi. Cái gì? Xung đại sư không khỏi kinh ngạc. Hai thiên nga mà. Nhạc Chiêu Dương nói. Xung đại sư thông minh tuyệt đỉnh, nghe xong liền hiểu ngay ý đồ trên. Một chim cắt vật lộn với hai thiên nga, quả thật không hợp với lẽ thường. Chỉ là nhắc nhở nhạc khúc, một chim cắt một thiên nga là đủ. Xung đại sư không nói nhiều, tay chân liên tục, thân pháp như cũ, nghe thanh âm biến chiêu, lướt nhẹ qua cây dây đàn thiết cung. Khúc đàn này không chỉ người bên ngoài lấy làm kỳ, nhạc xung hai người cũng thấy kinh ngạc. Hai người thăm cựu đại địch, nếu muốn giết đối phương, ai ngờ khi liên thủ, đồng thời lại là tri âm giải ý, phối hợp kháng khích với nhau, người tới ta đi liên tiếp, trước sau phủ tiếp, nhịp nhàng ăn khớp, không thua gì những người độc tấu. Khúc nhạc chưa xong, nửa tòa phòng sắc lửa đã bừng bừng nung khô, màu sắc đỏ rậm. Trong phòng người vô luận võ công cao thấp đều phải thở hổn hển, sức lực đã đến lúc cực hạn. Bon, tiếng đàn chợt dừng lại, hai người té lăn trên mặt đất. Mặt đất nóng rực dị thường, dường như đặt mình trong lò luyện. Trong phòng, một sự yên tĩnh tĩnh mịch. Nhạc Chiêu Dương trong lòng biết thất bại, tuyệt vọng cực độ, đảo mắt nhìn lại Diệp Linh Tô, da thịt huyết hồng, tóc xanh rơi lả tả. Hai mắt trống rỗng vô thần, môi hơi hơi run rẩy. Nàng tự hồ muốn nói gì, lời nói ra đến miệng, biến thành êm ắng thở dài. Thiếp Mộc Lê đột nhiên cười như điên như dại. Vừa lòng ngươi chưa Thiếp Mộc nhỉ? Ngươi được lắm đó. Hải Thành nã nga, một bức vẽ như gà bới, bắt được hai thiên nga. Trong lúc Thiếp Mộc Lê đang kêu réo gào thét, thì đã có chuyện lạ xảy ra. Trong cây thiết tầm chợt vang lên một chuỗi âm thanh như ngọc tơi tung tóe. Mọi người nghe tiếng liền cả kinh, nhao nhao nhìn chăm chú vào cây thiết cầm. Chợt nghe trong phòng sắt bốn phía truyền đến rào rào tiếng nước chảy. Trong lúc nhất thời khói trắng bay mờ mịt bốc lên tràn ngập, trong phòng nóng bỏng ở bên ngoài cũng tăng lên sức nóng khó chịu. Mọi người không biết phải làm sao, nghiêng đầu nhìn chung quanh mênh mông một mảnh. Trong lúc đó thì quanh tấm vách sắt đột nhiên sụp xuống, lộ rõ một đường hành lang. Một luồng gió lạnh mãnh liệt rót vào, sóng nhiệt yếu đi nhiều. Xương trắng xoay tròn dần dần lui tản ra, lộ ra bức tường sắt rỉ sét. Chẳng biết lúc nào trên tường hơn nhiều đường khe hở có thể đủ cho một người xuất nhập, tỏ ra âm u nhạt hào quang. Thiết Mộc Lê không chần chờ tung người lướt đi, chui qua khe hở đưa mắt nhìn thấy, thật đúng là mừng rỡ phát điên lên được. Nhạc Chiêu Dương đám người theo sát ở phía sau, quét mắt nhìn tới không khỏi sợ hãi lẫn thán phục. Phía trước trong động quyệt, hòm xiển chồng chất, châu báu sáng lạng, trong đó phỉ thúy mâm tròn, dài thước vuông, trong mâm có mấy trăm viên trần châu, khói khói rất tròn, to như mắt rồng, có huyết hồng san hô cao chừng một trượng, có tượng Phật vàng to như người thật. Tám con tướng mã bằng vàng rồng, dương móng đang phấn khích, các hình tượng khác nhau. Phật tượng kim mã, chẳng những vô cùng khéo léo, giả lại từ đầu đến chân khảm nạm, cả viên bảo thạch hiếm thấy, một viên hạt đều giá trị liên thành. Nguyên đế di bảo, nhà Chiêu Dương tự đáy lòng tán thưởng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Linh Tô hừ lạnh một tiếng khinh miệt nói. Ngươi không thấy mấy thứ này xem ra ngăn nắp, kỳ thật dính đầy máu và nước mắt của vô số sanh linh bá tánh hay sao hả? Nhớ năm xưa gió ngựa nguyên mông, đi qua trăm nước tàn phá, đất càng ngàn dặm, dân chúng vô tội chết không biết bao nhiêu mà kể. Những thứ kỳ trân dị bảo này đều là những tang vật cướp về, thiên đạo tuần hoàn theo lý vật quy nguyên chủ.
Nhạc Chi Vương sâu sắc chấp nhận, gật đầu liên tục. Chính còn muốn hỏi làm sao trả lại, Thiết Mộc Lê đột nhiên bạo khởi quy chưởng bổ tới. Nhạc Chi Vương bất giác hướng về phía sau để nhảy tránh, đang muốn ngăn cản, thình lình một cổ cự lực từ phía sau giọt tới như khai sơn phá thạch, như sóng biển đại dương, là đại tượng vô hình quyền. Trong chốc lát, Nhạc Chi Vương trước sau thọ địch. Họ dù võ công có cao hơn cũng khó mà có thể đối đầu với hai địch thủ bắt tay nhau công kích như vậy. Bon một tiếng, ánh sáng màu xanh chớp động, Diệp Linh Tô trường kiếm ngang trời đâm về phía Xung đại sư. Kiếm khí kích động quyền phong, thanh ly kiếm tiếng như rồng ngâm. Xung đại sư quyền thế bị ngăn trở, Nhạc Chi Vương không còn nỗi lo lắng hậu tâm. Hắn trầm giọng quát một tiếng, huy động chưởng nghênh đón luồng kình phong sắc bén của Thiết Mộc Lê. Ai ngờ đó chỉ là một hư chiêu. Thiết Mộc Lê kịp thời rút tay về, gió táp xoay tròn, song chưởng liền nhắm vào Diệp Linh Tô mà bổ tới. Nguy rồi! Nhạc Chi Vương vừa giận vừa sợ. Một chiêu này trước hư sao thực, lăng không biến chiêu, toàn bộ tinh túy của Thiên Nghịch Thần Chưởng. Nhạc Chi Vương tuy rằng tỉnh ngộ, nhưng đã không rút về được, biến hóa không kịp. Diệp Linh Tô tình thế cấp bách cứu người, sau lưng không môn để trống. Nàng cảm thấy hậu tâm kịch liệt đau nhức, biết mình đã trúng Thiết Mộc Lê một chưởng cực nặng. Gần sườn như muốn rã rời, công lực cũng bị tản mát. Đại tượng vô hình quyền cũng đồng thời ập tới, đánh vào ngực thân hình của Diệp Linh Tô như lá rụng trong gió bay bổng về phía sau. Nhạc Chi Vương hét lên điên cuồng, dẫn hết sức lực, xuất liên tục mấy chiêu. Thiết Mộc Lê đang ở không trung, không muốn lưỡng bại câu thương, đành phải trở mình lui về phía sau. Hắn vừa lui về phía sau lộ ra khoảng cách. Nhạc Chi Vương thừa cơ nhảy ra một thế yến tử sao thủy, chụp vào thân thể của Diệp Linh Tô nhanh như chì yên bắt cá. Xung thiết hai người song song đánh tới, quyền phong kinh người chưởng như xét, khí thế như trời long đất lở. Nhạc Chi Vương không dám ngăn cản, liều mình chạy như điên. Kình lực truyền tới, chân mắt cá cổ đậu kích phát, khí lực đột nhiên tăng gấp bội. Mặc dù ôm một người cũng là đi như tên bắn, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, chưởng phong quyền khí đều đánh trúng mặt đất. Mặt đất liền hiện ra hai cái hố nhỏ. Nhạc Chi Vương nghe thấy liền kinh hãi, tà nhãn liếc nhìn. Xung đại sư Thiết Mộc Lê hướng về phía Nhạc Chi Vương tiếp tục rượt theo truy sát. Bảo khố nhỏ hẹp, Nhạc Chi Vương ánh mắt liếc Ngọc Phật Kim Mã, trong lòng khẽ tính mưu lập kế. Hắn một lòng đâm đầu chạy vào đống bảo vật. Xung thiết hai người đều sững sờ, kiên trì truy cản. Nhạc Chi Vương trái nhảy chòm phải chui bò, không rời trân bảo. Hai tên kia sợ ném chuột dở bình, e sợ tổn thương bảo vật, không dám xuất chưởng ra quyền, chỉ có chia nhau chặn đường. Ba người bắt rượt trong đống bảo vật. Nhạc Chi Vương vượt qua một thớt kim mã, chợt thấy Thiết Mộc Lê chặn trước đầu đánh tới, buộc chàng phải lui về phía sau. Xung đại sư lại từ phía bên cạnh chui ra, nằm ngón tay giống như là móc câu thép, hướng vào eo sườn chợp tới. Nhạc Chi Vương cố hết sức nhảy lên, lách mình tránh thoát. Chợt thấy một khai ngọc phỉ thúy ở bên cạnh, hốt liền một nắm trân châu hướng về phía Thiết Mộc Lê mà ném. Trân châu to lớn rất tròn hiếm thấy. Thiết Mộc Lê chỉ sợ bị tổn hại, cuốn quýt dừng bước, nhảy người lên cao, nắm bắt loạn xạ. Hắn thủ pháp rất cao minh, hơn 10 viên trân châu vậy mà không một viên nào bỏ sót. Nhạc Chi Vương thấy thế mừng rỡ, lấy hai tay nắm hai hạt châu, hướng vào Xung đại sư mà ném. Đại hòa thượng tâm tư cùng Thiết Mộc Lê giống nhau, luống cuốn tay chân mà chụp bắt trân châu. Nhạc Chi Vương liền ném bừa bãi rơi khắp nơi. Hai đại cao thủ gần trong gang tấc, nhưng mà tiếc các viên trân châu nên tiếng thổi lưỡng nạt. Nhạc Chi Vương ném xong thò tay lấy nữa, ai ngờ viên bi không thu, tà nhãn thoáng nhìn khai ngọc đã trống trơn. Thời gian chỉ chớp mắt, mấy trăm viên bảo châu ném đi hết sạch. Chợt thấy Thiết Mộc Lê tung người đánh tới không chút nghĩ ngợi, đem khai ngọc làm tấm thuẫn, điên cuồng đỡ gạt, quét ngang chẻ dọc. Thiết Mộc Lê hốt hoảng lùi về phía sau, trong lòng không khỏi tức giận.
Khai ngọc này xuất xứ từ Tây Vực, độc nhất vô nhị, có lai lịch vốn là một bảo vật của Đại Tần Hoàng đế yêu thích. Sao bởi vì thực lực quốc gia suy di, gian tiếp vạn dặm chạy vào trung thổ. Nhà Chiêu Dương không biết tốt xấu, xem như gạch ngói vụn. Nếu mẻ một chút cũng là tuyệt tổn thất lớn. Thiết Mộc Lê lòng có kiên kỵ, một mặt chống đỡ không dám đánh trả. Nhà Chiêu Dương nhìn ra lợi thế, đảo khách thành chủ từng chiêu tấn công. Xung đại sư gặp tình hình này, nhãn châu xoay động, dung quyền thẳng đến Khai Ngọc. Thiết Mộc Lê tim và mật muốn đứt lên, liền hét lớn: "Ngươi định làm gì? Không nở ra tay thì làm sao bắt được sói hả?" Xung đại sư cất tiếng cười to: "Túc hạ đường đường là một quốc sư, làm sao có thể vì một vật nhỏ mà bị người ta khống chế chứ?" Tuy nói nhưng nắm đấm không rời Khai Ngọc. Nhà Chi Dương ngược lại sinh ra cố kỵ, chỉ sợ hỏng mất Khai Ngọc, không muốn tiếp tục khống chế Thiết Mộc Lê, liên tiếp lui về phía sau. Thiết Mộc Lê biết Xung đại sư nói có lý, mắt thấy Khai Ngọc cao thấp tung bay, trong lòng vẫn là tùy theo chìm nổi. Hắn nhìn chầm chầm vào Nhà Chi Dương, trong đầu trong mong tìm khẽ hở, một kích trí mạng không tổn thương Khai Ngọc là có thể giết thằng tiểu tử này mới tiêu được mối hận ở trong lòng. Xung đại sư xuất thủ trước, Thiết Mộc Lê đang lâm le hậu tâm, Diệp Linh Tô hai mắt nhắm nghiền sinh tử chưa biết. Nhà Chi Dương mặc dù linh cơ bách biến, lúc này cũng thấy tâm lực đều đã bị cạn kiệt, tính không ra kế, hơn 10 chiêu đã là thở hổn hển. Nhưng thấy Thiết Mộc Lê hai mắt như ưng, nóng lòng muốn ra khỏi nơi đây. Nhạc Chiêu Dương tay cầm chặt Khai Ngọc, dung mạnh ra như một bánh xe. Xung đại sư không né không tránh, tung người dung quyền, mắt thấy nắm đấm sẽ trúng vào Khai Ngọc. Thiết Mộc Lê nhịn không được phất tay phong bế lại sức quyền phong của Xung đại sư. Xung đại sư ban đầu sững sờ, Nhạc Chiêu Dương có được thời gian, liền giọt mình ra sau bức tượng kim mã. Chỉ cảm thấy tứ chi như muốn nhũn ra, đan điền như trống rỗng, hai mắt như muốn tối sầm, suýt nữa là té xỉu trên mặt đất. Trong lúc mơ màng đầu óc, chợt thấy xa xa có người vẫy tay. Nhà Chi Dương định nhãn nhìn kỹ thì ra là Lãnh Quyền. Hai phe đánh nhau chết sống, lão thái giám bị ném qua một bên. Lãnh Quyền bị giấu ở mấy cái hòm xiển ở đằng sau, hai tay khoa lên, ý như bảo Nhà Chi Dương qua đó. Nhà Chi Dương kinh nghi chưa quyết định, chợt nghe có tiếng gió khẽ nhúc nhích. Xung đại sư vượt qua kim mã mãnh liệt nhào người tới. Nhà Chi Dương giận lực tung người nhảy lên, Xung đại sư một quyền vào khoảng không, phanh một tiếng đánh trúng vào cái hòm sắt. Cái rương hòm vỡ toang, sáng loáng kim khối tiết ra, xen lẫn các loại châu báu lòe lòe nhấp nháy như muốn chóa mắt. Nhà Chi Dương lật mang lăn nhảy lên hơn một trượng xa, chợt thấy áp phong áp đến đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lại Thiết Mộc Lê mặt đen thân hình như tòa núi, mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Nhà Chiêu Dương trông thấy lao tới không thể tránh kịp, lập tức dùng Khai Ngọc lên dùng sức ném. Phỉ thí bàn quá thành một đoàn kích quang, xoát một tiếng mà bay về hướng vách tường. Thiết Mộc Lê chấn động lúc này kịp thời dứt bỏ đối thủ, lao về phía Khai Ngọc. Hắn khinh công rất cao minh, trong nháy mắt đã bắt kịp Bích Quang. Cánh tay dài nhanh chóng duỗi ra, bắt kịp lấy Khai Ngọc, cùng theo chân trái điểm trúng vào vách tường, bay bổng trở mình rơi xuống. Nhìn lại bảo vật trong tay, trong nội tâm thầm hô may mắn. Đảo mắt nhìn lại chợt thấy Nhạc Chi Dương đang chạy về hướng Lãnh Quyền. Khai Ngọc tới tay, Thiếu Mộc Lê không còn cố kỵ, động thân truy cản. Xung đại sư theo sát ở phía sau. Lãnh Quyền lạnh lùng nhìn hai người, bỗng nhiên thò tay nhấn một cái, ầm ầm. Nhạc Chi Dương vừa mới rơi xuống đất liền cảm giác dưới chân như đất sụp, rồi thân người chìm xuống, rơi vào một cái lỗ thủng, cùng theo phịch một tiếng, trên đỉnh đầu cơ quan khép lại, bốn phía lâm vào cảnh tối tăm hắc ám. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần 101, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 102 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.